Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ cùng nhau phát triển. Chúc các bạn yêu một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Các bạn thân mến, tiếp tục chương trình ký sự bonsai. Hôm nay là ngày 11 tháng 1 2021, năm thu quay trở lại là điểm bán mai vàng của anh Nguyễn Quốc Phong, tọa lạc tại đường Bình Long, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, để chia sẻ với các bạn mà lô hàng mà nhà vườn mới vừa nhập về. Các bạn thân mến, thì Nông Thu vẫn chỉ làm clip chia sẻ, không tham gia mua bán, ngồi liên lạc giao dịch. Các bạn vui lòng gọi cho anh Phong số điện thoại là 0938848075. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp lại anh chàng Phong quen thuộc của điểm bán mai vàng Nguyễn Quốc Phong ha. Chào Phong. Em xin chào anh Năm, chào toàn thể tất cả các anh chị mai vàng của cả nước ha. Hôm vừa rồi em có khuyến mãi cái lô hàng cuối năm nay, cái lô hàng của đầu năm cũng tiếp tục nói chung là giá nó mềm mềm để cho anh chị chơi, chứ còn khuyến mãi nữa chắc hết tiền chắc ha. Nói chung là giá này là giá sinh viên không, giá rất là mềm. Mà cây này là cây bonsai để trên bàn ha anh chị ha, cây bonsai để trên bàn. Cái lô hàng này đại lộc nói nhỏ vậy đó, em có tất cả là 18 cây, anh chị nào mà chốt hết 18 cây này để bán tết cũng được, thì em sẽ khuyến mãi thêm cho anh chị hai cây mai thủ đức bên đây anh Năm ha. Nếu mà mình chốt nguyên một cái lô rồi là sẽ được phong khuyến mãi cho hai cây mai thủ đức. Cái này rất là đẹp ha, cây mình khoảng hai mấy luôn á. Anh chị mua lẻ thì em bán lẻ ha. Em bán cái lô hàng này là đồng giá 1.300.000 một cây. Em sẽ bao ship toàn quốc. 1.300.000 bao ship toàn quốc nha các bạn. Em bao ship là em luôn chậu luôn tất cả nha anh chị, chứ em không phải là em giật chậu ra nha. Chuyển nguyên đai nguyên kiện đi không? Nguyên luôn, tại vì bây giờ nó là vô chậu đồ ổn định hết rồi. Bông đồ này kia là nổ đồ đó, nó chờ nở thôi ha. Bây giờ cái phần lá của mình là mình hết sợ rồi anh chị ha. Bây giờ khoảng mười mấy ngày nữa là mình lặt lá rồi, chứ mình không sợ là nó bây giờ nó có rụng gì nữa, ít cũng không sao. Khoảng mười mấy ngày nữa là mình sẽ xuống lá nó ha. Bây giờ cuối năm rồi, cây lá nó già rồi, cây lá nó cũng xấu đi, chứ nó không có được giống như mà tháng 7, tháng 8 cây nó đang sung sức rồi lá nó đẹp. Rồi cái cách thức kinh doanh của cái chỗ mình, cái shop mình là sao nè? Em thì ở 301/53 Bình Long ha, quận Bình Hòa A, quận Bình Tân. Em sẽ bao ship toàn quốc cho anh chị cái lô hàng này, giá đồng giá cái lô hàng để bàn đại lộc ba mùa này là 1.300.000 một cây. Rồi, em bao ship toàn quốc chỉ vậy thôi. Rồi chốt hàng rồi khỏi cần cọc hả? Dạ thôi khỏi anh chị ơi, nó có 1 triệu mấy à. Rồi ok, chủ yếu là uy tín mình thôi, chứ không lẽ có 1 triệu mấy mà gần tết rồi. Rồi Phong cũng đã chia sẻ cách thức kinh doanh của cái điểm bán mai vàng của Quốc Phong. Thôi bây giờ không mất thời gian của cô bác và anh chị, chúng ta bắt đầu tiến hành làm việc đây. Em số 1, em đầu tiên. Em xin lỗi nha, cái cây số 1 này thì cái giá nó là 1.500.000 nha anh chị ha. Còn lại là 1.300.000 ha. Cây này nó khác cái cây kia. Cây này mang một cái thấy một cái dáng bonsai, mà cái dáng nó là cái dáng gì ta, gió lùa. Anh chị thấy không? Lắc nhẹ hết thôi. Dạ, nghiên phong đóng gió. Gió lùa ha. Lúc nụ thì thôi nghiên phong, không? Bạc phong, gió lùa cũng là nó luôn á. Đây nè, anh chị thấy không? Nụ này rất là chắc ha. Nụ thì bây giờ mình khỏi nói rồi ha. Chỉ có cây này duy nhất là 1.500.000 đúng không? Đúng rồi, cây chỉ có duy nhất một cây này là 1.500.000 anh chị ha. Số còn lại là 1.300.000. Số còn lại là 1.300.000. 1.500.000 này em cũng bao ship cho anh chị luôn nha. Rồi. Bớt lá luôn ha. Rồi ok, báo cáo thông số đi em ơi. Quận này chỗ này là 18 anh chị. 17 anh chị ha. Ha. Ở đây có cái cùi chỏ này, em đo cái cùi chỏ này cho anh chị coi thử ha, hào hào nó cái đi. Chơi cái thuốc của em. 23. Bây giờ cái tàn ngang của thằng này là 55. Này là 45.
Rồi. Rồi. Yeah. Cái số 1 à, 1,5 triệu. Dạ, có giá là 1,5 triệu anh chị. Duy nhất 1,5 triệu thôi. Dạ. Số còn lại là 1,3 triệu. Dạ đúng rồi. Đây là một cái này là 1,5 triệu ha. Rồi, cái số 1. Dạ, cái số 1. Em số 1 ship toàn quốc anh chị ha. Em để nguyên tay nguyên chuyện về em gửi luôn nha, chứ em không có giật ra, không có lấy ra gì hết ta. À, đóng thùng xốp. Dạ, dạ. Đóng thùng xốp em gửi gì anh chị. Số 2. Đó, mấy cái này là hàng này để trên bàn anh chị, cho nên nó không có lớn ha. Cái hoành gốc của nó thì tầm khoảng 12. Nhưng mà cây này đại lộc 3 mùa rồi anh chị. Giống đại lộc ghép các bạn ha. Tầm 3 mùa. 3 mùa rồi. Anh chị nào mà có theo dõi em chia sẻ trên đây á thì cũng biết từ năm ngoái tới năm nay rồi. Là cái thằng này được bán từ năm ngoái tới năm nay ha. Và năm nay là 11. Tàng ngang là 65. Chiều cao là 70. Rồi, đến số 2. Có cần zoom lại cho anh chị mình xem cái nút nậu để anh chị mình biết ha. Thì cái tay của em di chuyển chỗ nào thì em nằm di chuyển ống kính về đó là thấy liền đó. Đó ha. À. Đây là như một đống lúa. À đó. Rồi, đây cũng là một đống lúa. Rồi, ok. Cho các bạn xem nụ rồi ha. Đây là hàng 3 mùa rồi anh chị. Thật ra mình đi yên tâm ha. Đây. Bắn luôn ha. Để em bàn ha. Đây là có giá 1,3 triệu. Bao ship toàn quốc nha. Chị nào chốt hết lâu thì có cái máy. Vàng với cái này nó vừa sát luôn. Giống nhau hết trơn á. Hoành này 10 anh chị ơi. Tàng ngang nó là 60. Chiều cao nó là 70 ha. Bây giờ bắt đầu em xem mẫu nha. Mẫu năm ha. Bây giờ đặt lá bớt đi. Không sợ nó não bậy nữa đâu. Thời điểm này là hết rồi. Đại lộc thì chỗ nào nó cũng có nút có nổ hết trơn này. Quá trời luôn này. Đuối này. Rồi, em số 3. Cũng 1,3 triệu. Dạ. 1,3 triệu. 1,5 triệu ha. Chuyển nguyên tay nguyên kiện đi về nha anh chị ha. Cây số 4. Dạ, hoành là 12. Tàng ngang là 60. Chiều cao là 65. Đây. Nó không nở nha. Không thể nào mà nở được hết trơn á. Nào, nó còn có mấy lá nó rụng lâu lắm rồi nè. Đây là gì nè, mà nó cũng không nở nè. Không nở được anh chị ha. Chỉ đứa nào mình xuống hết cái lá nó đi rồi nó mới nở ra. Nhánh nào nó nước nhiều lắm luôn á. À, cái bo ghép của nó kéo rất là mạnh ha, nó đỏ vậy à, kéo rất là mạnh ha. À, chừng năm nữa là có thể là nó sẽ liền khóc luôn nè. Rồi, cây số 4. Với giá 1,3 triệu ha. Em xin nhắc lại rồi, số điện thoại em là 093 884 8075. Anh chị mình chốt hàng chỉ cần alo tới em thì em đóng thùng em gửi ha. Cái này là
toàn bộ hình thú y về hết nè. Cái này mà mình lấy mình bán Tết cũng dễ bán hơn. Giá quanh 13. Tàn ngang là 60. Chiều cao là 75. Trời ơi, cái này hết tiếp luôn á. Cũng này chắc không à. Kè lại dễ thấy nụ nè. Đồ nó đơn như xương cá à? Này làm chậm đầu này. Chậm này. Ở đây nữa nè. Nói chung là nhánh nào nó cũng vậy á, vậy ơi. Mình không có sợ á. Cây số 5 cũng có giá là 1.300.000 bao ship toàn quốc nha. Cái dòng mai đại lộc nó có cái nhược điểm, nhiều lúc cái nụ nó không có đều á, thì khi mà hái lá thì các bạn hái lá cái nhánh nào cái nụ nhỏ các bạn hái trước, nhánh nào cái nụ lớn các bạn hái sau ha, chứ không nhất thiết phải mình hái cùng một lúc. Thì các bạn hãy làm như thế thì cây mai của các bạn khi nó nở nó sẽ đều bông hơn. Coi như nó nở mà nụ nó nhiều quá nó buông bớt nụ phải không? Đúng rồi. Nó mất sức, thành ra có một số bạn nó tại sao mà nụ nó rụng các bạn. Có những cây mai nụ nó quá nhiều, xong mà cây mẹ nó không nuôi nổi, nó phải buông bớt nụ ra.
8 ha. Qua chạy lúc luôn à. Cũng là 1,3 triệu anh chị. 1,3 triệu bao ship toàn quốc ha. Anh chị nào tới đây, anh chị nào tới nhà chợ á, thì em sẽ trừ ra tiền ship ha. Em sẽ trừ ra tiền ship cho anh chị. Rồi, quảng nắng này là 12. Tặng ngăn là 55. Quá trời lộ luôn á, lúa cháu là 60. Cái này cũng không có ha. Lúa thì lại lạc quá trời luôn. Nhiều lắm anh chị. Đây, cái số 9 giá là 1,3 triệu em bảo ship toàn quốc. Em xin nhắc lại số điện thoại của em là 093 884 8075. Hôm nay em xin thông báo anh, hôm nay em có nhận mai nuôi tại Sài Gòn ha. Hôm nay em mới nhận mai nuôi tại Sài Gòn, có gì anh chị chơi xong Tết đó khoảng mùng 10 anh chị cái alo tới em ha. Những chị nào mà muốn thích chở đến vườn cũng được, hoặc là không chở thì cứ alo em cho xe chở ha. Còn em này là 12, tàng ngang là 55, chiều cao 60. Trời ơi, còn cái gì đó để nói trời. Năm. Thấy gì không Năm? Nhiều quá, mờ mắt luôn rồi. Không phải mấy cái nụ mà nó căng căng mà nó lên bỏ gà vậy nè. Nó sáng nụ á. Trung gốc, trung kẹt, cũng có nữa. Cái dòng đại lộc là nó vậy á. Số 10 vậy, đấy, đẹp ha, thúng luôn à, để làm vậy đó, còn là 12. Chiều cao cũng 60 luôn. Là cây số 11. Nhiều nụ quá luôn á. Quá trời nụ đều. Quá chào đó luôn à. Ba năm rồi, quanh này là 13. Đấy, vàng này nó là mini thì nó vậy đó, nó đẹp đẹp vậy đó. Ba năm rồi anh chị. Chiều ngang là 50. Chiều cao cũng 50 luôn. Khỏi cái bàn luôn. Số 12 ha. Này để trên bàn thì sướng lắm này. Bây giờ mình thích thì mình nhổ cỏ ra. Cái mãi luôn. Đấy.
cho coi nhận trước đi. Đấy mình bỏ lên cái mình quay bỏ xuống luôn ha. Thôi rất là nhiều đồ. Rồi vậy ha. Mình là 12. Cái này một kho thôi mà nó bự bằng ngón tay cái rồi mày ha. Đó, 3 năm rồi đại đọc cũng lâu lắm lắm. Xem nổ trước ha, à, trước khi xem lớp trước đi. Một con thêm. Đó là nhiều. Quá hấp lực. Ừ. Nổ đẹp đẹp không à, chứ không phải là nổ lép, nổ lép đâu. Quá trời nổ là tốt ha. Nè, đó trời lên. Rồi, ok. À. Cái tiền ship lại ha. Đó. Lạc lá quá đi. Không sợ nở đâu. Xe mặt nụ ha. Mặt nụ rất là nhiều. Nụ mà nó bóng lên vậy là chắc chắn là nở anh chị. Được, ok. Rồi, nụ rất là nhiều nụ. Quanh là 13. Tầng ngang là 60. Chiều cao là 70. Số 15. Cũng có giá y 1.3 triệu. Bao ship. Tiền ship với lại cái tiền mà đóng gói á, cái cây nó cũng hết 100 mấy rồi. 100 mấy rồi, 200 ngàn rồi. Chiếc này chắc khoảng 150 rồi, 200 rồi. Ngày là mình lấy lại của người ta, mày cũng eo lắm anh chị ha, chứ không có nhiều đâu. Mình sẽ chơi thôi. Đã quanh nó là 14. Tàng ngang là 65. Chiều cao là 70. Này chưa cho xem nụ ha. Chờ đó mà. Nhìn gì nhớ thấy. Nói chung đại loại thì mình khỏi phải lo. Cái nút đó, nhưng mà mình lo là mình coi cái nút nó như thế nào thôi. Nếu mà nó bóng, nó căng tròn, nó bóng thì dĩ nhiên là tốt rồi. Sợ mà giờ này mà nó còn ớt ớm lép lép á, nó không nở được. Chờ luôn ha.
năm tới giờ. Phong phá ốc lắm sao, cái ốc không à, mà cũng nó lựa toàn mấy cái ốc vậy, có con ốc không? Ốc từ đầu năm tới giờ luôn á, và năm nay là 11. Tàn ngang là 5.75, chiều cao là 55 luôn. Rồi, các bạn lưu ý, ở giá chỉ có 1.3 triệu thôi các bạn ha. Vàng bao xếp đó nha anh chị á. Bao xếp toàn quốc, giá 1.3 triệu đã có xếp. Anh chị nhận cây thì trả giúp cho bên phụ tá 1.300.000 là ok rồi. Nếu mà thật sự ra anh chị nào mà có xem theo dõi cái kênh của anh Thu Bonsai thì cũng biết em bán cái loại cây như vậy. Đầu năm em bán cái cây này là 1.200.000 từ đầu năm tới cuối, mà em không bao xếp, tới cuối năm em bán 1.300.000. Em bao xếp thì nó không có lên xuống gì anh chị ha. Em bán rất là bình giá luôn á. Đây. Wow. Nổ đây. Còn thấy nổ không? Quá trời không. Này, bên đây như này. Này, đây là các bạn thấy. Rồi, bên đây như thế. Rất là nhiều nụ các bạn ha. Rất nhiều nụ. Nào cũng có ha. Bên nào cũng có nè. Đây mới chùm. Chùm lên tới đầu. Chùm lên đây quá trời nhiều. Trước ha, xong nổ trước đây, bên đây rất nhiều nổ này, nổ cây nổ đông đây rất dày đặc đấy, đặc hết này, đây, quá hết luôn ha. Rồi. Đây là cây cuối cùng của cái lô hàng 1.300.000 anh chị. Lô hàng 1.300.000 gồm có 18 cây. À, tàn ngang là 55. Chiều cao cũng 55 luôn. Đây là cái lô cây cuối cùng của lô hàng 13. 13 của lô hàng mà 1.300.000 ha. Rồi. Gồm có 18 cây. Anh chị nào mà chốt hết cái lô này thì em sẽ tặng tiếp tục hai cây giảo Thủ Đức. Em chuẩn bị lên hai cây giảo Thủ Đức cho anh. Rồi, tiếp tục đưa hai cây giảo Thủ Đức anh luôn. Rồi, giảo Thủ Đức đây. Dạ. Nếu mà mua viên lô thì tặng, không mua thì bán lẻ luôn ha. Đúng rồi, dạ. Rồi, em sẽ báo giá luôn ha. Nhưng mà cái giảo Thủ Đức này là em bán 1 cặp này nha. 1 cặp giảo Thủ Đức nha. Tại vì cái này nó cũng rẻ thôi, chứ nó không có... Nó không có mà cao đâu. Thật ra em bán 1 cặp giảo Thủ Đức. Em bán 1 cặp giảo Thủ Đức này là 1.200.000. 1 cặp chỉ có 1.200.000 hả? 1.200.000 á ta. Rồi, em bán 1.200.000 luôn 1 cặp á. 1 cặp. Dạ.
Còn anh chị nào mà chốt hết lô thì em sẽ tặng ha. À, nếu mà chốt nguyên lô 18 cây thì tặng cặp này. Nói chung là nụ nó cũng còn cái này lắm còn cái này thì bán một cặp mà một cặp là chào giá là 1,2 triệu. À, một cây chỉ có 600 ngàn ha. Nhưng mà em bán một cặp anh chị lưu ý á. Đế rất là đẹp. Đúng không? Nó nhỏ thôi. Rồi cái vành nè. Cái vành này là 21 này 22 anh chị. Đó, cái vành này là 22 ha. Tài ngang này là 60. Chiều cao cũng 60 luôn. Đây bằng mã số Mai Võ Thủ Đức. Dạ, đây là cây số 21. Võ Thủ Đức ha. Một cây. Rồi. Ok. Đây, cái này là Võ Thủ Đức ha. Wow. Đây. Đây. Đó là một cặp đó anh chị ha. Nói chung là nụ nó cũng yếu thôi. Cái này nụ nó hơi yếu, nó không đạt lắm. Nhưng mà coi hái lá thì nụ nó buông ra cũng nhiều. Không có coi chứ hái ra ra là cũng ok lắm á. Tại vì em muốn khuyến mãi, em bán khuyến mãi thì em bán vậy thôi. Chỉ giờ cuối năm có khuyến mãi mà đầu năm mình bán khuyến mãi thì ok ha. Rồi. Em xin đo cái hoành nha. Hoành em này là 20 nè. Tàn ngang là 70. Này bán cặp 20-21 là cặp phải không? Dạ đúng rồi. Chiều cao là 60. Cặp này có 1,2 triệu thôi. Dạ một cặp này là em bán 1,2 triệu. Còn anh chị nào mà nhanh tay chốt giùm em cái lô kia thì em sẽ tặng ha, em sẽ tặng một cặp này luôn. Rồi, còn cái gì nữa không nè? Dạ còn cây cúc hương. Có em có cây cúc thọ hương ha. Chơi mình luôn. Cúc thọ hương giá hơi cao chút xíu anh chị đừng like em nha. Cúc thọ hương. Đây. Cúc thọ hương thì nói chung là nụ nó không phải như đại lộc đâu. Nụ nó lát thôi. Nó bố trí thưa thớt, nó không có dày đặc như là cái dạng như cái gì. Mà nó bung ra cũng ok lắm ha. Rất là đẹp. Rồi, có thông số của Tàu Hương thì cái dòng này nụ nó thế. Cái dòng này thì chơi thì phải 3 năm nổ lên là nó đặc nụ luôn. Còn 1-2 năm thì nó vậy đó. Bản đây là một cái đế rất là đẹp ha. Rồi, có thông số đi. Nó là 20. Đó, điểm này là 20 ha. Cái tài ngang của nó là 70. Cái chiều cao là 80. Đây là cái cúc hương nha. Cái cúc hương con này em có một cây màu và em khỏi đeo số. Rồi, cái chào giá. Giá cây này không có bao ship anh chị ha, giá cái này em bán tại chỗ là 3,500,000. Rồi 3,5 triệu không bao ship. Dạ, không có bao ship ha. Nếu các bạn muốn mua ship thì các bạn thương lượng lại với Phong ha. Dạ. Để biết cụ thể. Rồi mình còn cái gì nữa không Phong? Em cũng còn cây ở ngoài kia. Sao đó, con nó vô đây luôn anh ha. Tranh thủ đi, tranh thủ. Cho nó vô kia luôn, đấy rồi. Rồi, cái cuối cùng. À, cái cuối cùng của clip ha. Đây là mình xem cái nút nụ nó, mình đoán thử nó là cái gì ha. Mình cứ xem nút nụ nó đi rồi mình đoán nó coi cái này cái gì.
quá trời luôn ha. Ở đâu cũng có hết á. Rồi. Chỗ nào cũng có nụ hết trơn á. Bây giờ là năm qua đo cho bà con mình xem cái đế ha. Đế cây ha, cái tay bàn tay nó như vậy, nó nằm đây ha. Cái bàn tay nằm đây ha. Cái đế này là hết cái chậu này luôn rồi. Cái cây này là cái khả năng mình chơi về lâu về dài nó rất là giá trị nha anh chị. Trời, báo cáo thông số. Em xin đo cái hoành ha. Hoành ngay cái cổ rễ nè. Là 34 anh chị ơi. 34 là ngoài ra. Ngoài thước ra. Xét thước hết ha. Mình là 34. Anh đo cái củ đế này nha. Cái đế này là 100. Cái hoành đế là 100. Bây giờ cái tàn này là 1m2. Và chiều cao. Rồi 1m2, cái tàn ngang là 1m2. Cái chiều cao này là 1m. Chiều cao này là 1m đúng. Rồi, ok. Em mình được chào giá bao nhiêu đây? Cái này là đại lộc anh chị. Cái này là đại lộc. Cũng được. Cái này chưa tới 3 mùa, mới có 2 mùa mấy thôi. Mà cái giá trị cũng hơi cao anh chị ha. Cái này em muốn giao lưu với anh chị là 10 triệu. 10 rồi. Triệu cho cái này. Rồi, các bạn thân mến, em cuối cùng được chào giá là 10 triệu. Nếu các bạn có hứng thú thì liên hệ với Phong theo số điện thoại là 0938 84 8075. Rồi, chúng ta cũng phải chia đó lời chia tay thôi. Thì Lâm Phương cũng mà rất rất cảm ơn cô bác và anh chị đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì nhấp like, nhấn chuông, bạn vào cho đăng ký kênh để đăng ký kênh để nhận được từ Lâm Phương những video mới nhất ha. Phong phải chào khách cho em. Em xin chào cả các anh chị ha. Em cũng cảm ơn các anh chị đã coi tới cuối cùng của clip. Thì cũng gần Tết rồi, anh chị mình có nhu cầu về mai thì cứ alo em sẽ sẵn sàng phục vụ anh chị với những cái mức giá theo mà anh chị mong muốn ha. Rồi, em cũng xin cảm ơn các anh chị rất nhiều trong thời gian qua. Rồi, bye bye các bạn yêu. Hẹn gặp lại trong những lần phát sóng kế tiếp. Bye bye.